đá này hàng mới về mọi người. Đây, màu đá này có tông màu y như trong hình, do cái màu đó mình chưa diễn đạt được cho nên mình chỉ nói vậy thôi, nhưng mà nó có tên, chút nữa mình sẽ quay tên nó cho mọi người xem nha. Tấm đá này có cái nền không sáng lắm nhưng mà nhìn rất là bắt mắt nha, có những cái sọc màu đen chạy dọc theo tấm đá nhìn rất là đẹp. Đây, anh em nào không thích những cái dòng đá mà gọi là sáng quá, nổi quá đó, gọi là sáng rực rỡ quá thì anh em có thể chọn những cái màu này nha. Đấy, mấy tấm đá này lên cầu thang thang máy mặt tiền rồi rất là đẹp luôn á. Dòng này dòng vừa đá đít nha mọi người. Tấm đá mình quay hôm nay là hiện tại đang còn ở trong kho nha, thì đá này ở trong kho mới vừa nhập về rất là đẹp luôn á. Zalo 0978727280 nha, 0978727280 mình sẽ tư vấn cho anh em nha, hoặc là mình sẽ cho nhân viên tư vấn cho anh em, cho mọi người. Đó, nhìn rất là khá đẹp luôn á, để mình sẽ đi sát sát quay cho nó đẹp, cho nó rõ nét đi, để có gì mọi người tiện mua hơn. Nếu mọi người thích mẫu đá này thì có thể đến kho xem tận mắt đi, nó sẽ hay hơn nha. Cái màu mình quay trên điện thoại này thì nó cũng chỉ nằm cái dạng từ 60-70% màu thôi. Cái này là mình quay chính thức luôn chứ không có chỉnh sửa nha. Mọi người thấy tấm đá cái màu sáng rất là đẹp, những cái đường chỉ chạy tạo ra một cái vân rất là đẹp luôn á. Qua đây mình sẽ quay cái tên nó cho mọi người xem nha. Anh em nào mua thì liên lạc qua số Zalo của mình, còn cần thợ ốp đát thì cũng có thể liên lạc qua số Zalo mình luôn nha. Mình sẽ cho những anh em, những người thợ tốt để làm cho căn nhà của mình được đẹp hơn đó mọi người. Có gì trong lúc mình nói chuyện trong video có gì nó không mà dẫn đến mọi người không hài lòng, có gì mọi người bỏ qua cho mình nha. Đây, mình sẽ cho mọi người thấy cái mẫu của nó đây. Đây là cái mã nha, đây là cái này, đây tên của nó nè. Anh em nào biết tiếng Anh thì đọc giùm mình nha. Đó, viết bằng bút xóa đây của nó nha. Ở đây là cái mã của tấm đá, mã số. Thời gian hôm nay mình quay tới đây thôi, xin tạm dừng clip ở đây, hẹn gặp lại mọi người trong cái clip mới nha. Cái hàng mới nào về mình sẽ đăng lên cho mọi người xem liền. Mọi người thấy em kênh thấy hay, ý nghĩa nhớ like ủng hộ giúp mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.